Chị Tư ơi, chị Tư nãy giờ không cho nước uống gì Tư. Rất em ly nước uống này. Tại vì tôi làm cái livestream thứ hai là tại vì tôi không muốn cho các bạn theo dõi nhiều một cái livestream mà nhiều thuốc. Cho nên các bạn vào đi rồi tôi sẽ tâm sự, tôi nói chuyện với các bạn nữa. Thấy Dương Đạm thì Dương, có thì Dương lúc nãy ngoài Nha Trang sao không lấy thuốc vậy ha? Mỹ Hội Trường, Trung Lê, Lưu Ngân, Mai Hà, cảm ơn những người. Ủa, chào anh qua Đài Loan về rồi hả? Anh về rồi em ơi, hát xong là về liền, còn công việc nhiều quá. Long Phi Lý, Lý Phi Long là ha, là lúc nào cũng ủng hộ nè ha. Hải Phạm, tôi làm cái livestream thứ hai này để chi các bạn ơi, các bạn mỗi lần coi các bạn nó dài quá, các bạn theo dõi không nổi, tiếc quá không gặp được anh. Cảm ơn em, tại vì tên Đài Loan đọc không được nha. Xin chào cả nhà. Long Phi Lý chào cả nhà. Thì mọi người ơi, mọi người chào Long Phi Lý một cái đi nha. Các bạn vô nhiều nhiều đi, tôi sẽ hát một bài tân cổ cho các bạn nghe. Em lấy sữa tắm hết tiền rồi, hết tiền rồi, hết tiền anh bán chịu cho em nè. Mà sữa tắm anh Long không có nhập về đâu cưng ơi, bây giờ thuốc thôi à, tại sữa tắm nặng quá. Các bạn xem cái livestream này ra nè, chị Loan xe giùm em cái livestream ra nè, Lan Lài xe giùm anh cái livestream ra, thì Dương xe cái livestream ra cho mỗi người một chung một tay nha. Sư Nguyễn xe giùm anh Long cái livestream ra nè, à, mọi người xe giùm cái livestream ra đi cho mọi người vô đông đông đi để nói chuyện nha. Tại vì ngày mai tôi không có rảnh, tôi rồng nhỏ về Vũng Liêm, về Vũng Liêm là ngày mai là gói bánh bánh tét bánh ít đang chi đám giỗ ba, cho nên không có rảnh mà để cho mọi người hát nữa đi ăn. Mắc cười cao si hòn quá ha. Nữa à, cảm ơn nhiều, yêu cầu hát lát hát nữa cho nghe nha. Nóng mà toát mồ hôi luôn vậy nè. Các bạn thương thì các bạn share cái livestream này ra nhiều nhiều giùm nha. Ken Nguyễn chào chú Long idol của con, chào con. Chị Hoàng, chị Thanh, Hoàng Ngọc Vi share cái livestream này ra giùm em nha. Rồng nhỏ ơi, tại vì mẹ bảo gia không biết, thông cảm. Ok, mẹ bảo gia ơi, mẹ bảo gia à, một lát nữa Kim Thế Long sẽ gọi mẹ bảo gia liền nha. Sữa tắm anh bán bao nhiêu một hộp vậy anh? Ủa, anh đâu có bán sữa tắm em. Cái này là cái hộp sữa tẩy bào chết, tẩy tế bào gốc, tẩy tế bào chết cái mặt mình nha em nha. Cái mà cái này là tẩy tế bào chết của mình, là tẩy trên mặt để lột cái da mặt của mình ra, những cái tế bào mà ai mà xài mỹ phẩm nhiều đó, phấn mà xài nhiều quá thì nó có chì, nó có chì thì các bạn sẽ bị dày cái da mặt đi. Các bạn nên lột cái này và cái tế bào tẩy, cái tế bào chết mình là nó đẹp liền tại chỗ nha. Sale rồi anh ơi, cảm ơn Tâm Nguyễn. Cái này là 800 ngàn đồng nha em nha, tẩy tế bào chết 800 ngàn đồng. Anh Tuấn có về không anh? Duy Nguyễn, Tuấn Hà Lan hả? Tuấn nào? Tuấn Hà Lan hay là Châu Tuấn hay là Vương Tiểu Long? Về đầy đủ hết, có bán trả góp, có bán trả góp luôn nha. Những người thân thuộc ai muốn mua trả góp tôi bán luôn. Bao nhiêu là cái này hả em? Cái này tẩy tế bào chết là 1 triệu. Ấy quên, 800 nha em. Hả thầy? 800 ngàn đồng tẩy tế bào tết chết nha.
Đây, bây giờ tôi giới thiệu cái collagen. Cái collagen là chống rụng tóc, mọc tóc và ngăn ngừa tế bào ung thư. Ai làm biếng ăn rau quả hôm nay về được 15 hũ, xách về 15 hũ, 1 triệu một hũ. Các bạn ơi, tóc ai mà rụng, tôi là rụng tóc rất nhiều. Cô Linh nè, Linh trẻ nè, tóc rụng có nùi, thấy không? Tóc rụng có nùi. Bây giờ uống cái này cả gia đình, chị Tư tôi cũng vậy, mọi người ai cũng khen hết, nói là thuốc của Long rất là tốt. Cho nên các bạn ai mà rụng trong cuộc sống của mình rụng tóc nhiều, các bạn nên giữ lại cái mái tóc của mình nhé các bạn nhé. Nên uống giữ lại cái mái tóc của mình nha. Tẩy tế bào chết, đúng, lúc trước anh bán 600 nhưng mà bây giờ anh không bán 600 nữa tại vì thuế cao quá. Anh Long cho nên thuế cao quá mà anh Long đặt không được thuốc. 3 tháng nay, 2 3 tháng nay rồi anh Long mới đặt được thuốc mà cái tẩy tế bào chết gốc. Hôm đó là để cho các bạn xài giá hữu nghị, tôi không có lời. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ bán cho các bạn đó là giá 800 ngàn đồng. Tại thuế rất là cao như các bạn nha. Hải quan, thuế nó đánh nhiều đầu lắm, rồi cân nặng là bao nhiêu nữa đó nha. Cho nên là như vậy, cái này là 1 triệu đồng một hũ. Ai mà rụng tóc, ngăn ngừa tế bào ung thư, bổ thân thể, ăn ngon ngủ được nên uống cái này, nhất là trị rụng tóc cho mình nha, cực kỳ hay. Không rụng tóc nữa, Kim Tiểu Long bữa nay giữ được cái hai máy 5 năm rồi, nhờ là collagen nha. Mọi người inbox vô Facebook nha. Giao hàng sao anh, em Ngân Trương, em cứ inbox vô Facebook của anh Long hay là số điện thoại của Trương Vinh, em lấy chị đặt một hộp sim tím. Vào cái số điện thoại của Trương Vinh đó, mọi người sẽ gửi, đã lát nữa nè Kim Tử Long bấm số điện thoại của Trương Vinh lên nè ha, rồi gửi địa chỉ, số nhà, số điện thoại, tên người nhận, Kim Tử Long giao bưu điện giao tới nhà cho mọi người sẽ nhận được, rồi mọi người trả tiền ship cho bưu điện là 20-30 ngàn nha nha, mấy chục ngàn, mua nhiều thì mình trả 30-40 ngàn đó. Chống rụng tóc, chống lão hóa, làm đẹp da. Tôi nói trong cuộc sống mà các bạn không uống cái này là các bạn uổng vô cùng, các bạn tiếc rẻ cho cái tuổi mà mình không làm đẹp đó. Các bạn nên uống cái này nha, còn tự nhiên mà không uống thì coi như tóc rụng nhiều, nó là tiêu cái đầu của mình đó các bạn nhé. Nè, thấy không, collagen 1 triệu đồng một mẫu nha. Đó, đây cái số điện thoại của Trương Vinh đang nằm ở dưới. Trương Vinh là cháu của Kim Tiểu Long. Đây, đây 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 mà các bạn mà muốn đặt cái hàng đó là các bạn gặp Trương Vinh nè, mày lại được đút cái mặt vô cho khán giả coi cái coi mới đi. đâu sao đâu, đẹp trai mà, hot boy mà. Đó, Trương Vinh là cháu Kim Tiểu Long. Bà con cô bác gọi cái số điện thoại là 0933 431996 này nha các bạn nha. Rồi Trương Vinh sẽ là người ship hàng đi cho tất cả các bạn, đi tất tỉnh thì 2 ngày hoặc là 3 ngày là tới đó. Rồi theo yêu cầu của tất cả mọi người, hôm nay là cái thuốc rối loạn tiền đình. Cái đây là viêm son bằng thảo dược rối loạn tiền đình. Ai mà nhức đầu chóng mặt, viêm son sàn, máu không bơm lên não, rối loạn tiền đình, tai biến mạch máu. Ai mà kém trí nhớ, dành cho những người lớn tuổi đó, dành cho những người kém trí nhớ đó. Bữa nay thuốc không có dính nữa, kém trí nhớ mà để cho cuộc sống của mình, để cho mình đừng có quên đồ nữa, các bạn uống cái này, anh chị em cô bác nên uống cái này nha. Cái này là 1 triệu đồng một hũ. Cái này bằng thảo dược 300 viên. Cái này là trị rất là cực kỳ hay, khách hàng của Tiên Long uống rất là nhiều, ai cũng hết bệnh hết. Mà cái này với một cái điều kiện là ăn được ngủ được nha các bạn nha. Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Ôi cái này chiều cao lắm, lận ngày 2 ngày là tới rồi nha. Chị xin tím, chị ơi chị đặt lần, chị đặt cái gì cho nó vài hộp đó, cái gì đi em gửi cho chị cho nó nhanh. Chị ơi, chị thương mà chị ủng hộ em cảm ơn chị nha. Cái này là viêm son, rối loạn tiền đình, tai biến mạch máu, máu không bơm lên não, bổ cho người lớn, đầu óc cho người lớn, những cái người lớn mà mình bị quên trí não của mình, bị quên mình bỏ đồ đâu, bị quên đó đó. Cái này nè, phục hồi trí nhớ rất là nhanh nha. Cái này là viêm son, rối loạn tiền đình, máu không bơm lên não,
gì đây, vậy tẩy tế bào chết giờ anh bán bao nhiêu? 800 ngàn đồng em ơi, cái hộp tẩy tế bào chết là 800 ngàn đồng nha. Đây các bà con cô bác ơi, trong gia đình mình, ba mẹ của mình, ông bà của mình, ai mà kém trí nhớ hay là quên thì nên cho uống cái này, nhức đầu, chóng mặt, viêm son và tất cả mọi thứ là tai biến mạch máu nha. Ai mà bị tai biến mạch máu, ai mà bị rối loạn tiền đình, ai mà bị viêm son, ai mà bị chóng mặt, nhức đầu, uống cái hũ này nha các bạn nha, 1 triệu đồng một hũ nha, 1 triệu đồng một hũ bổ não. Bổ não 15 tuổi uống được không anh? Được, bắt đầu 15 tuổi trở lên uống được nha. Các em nhỏ mà mình học kém trí nhớ, 15 tuổi trở lên nên uống cái này để cho cái mình nhớ bài cho nhanh nha. Phan Thị Tiết Thu bán một hũ vậy. Phan Thị Tiết Thu ơi, Dương Thời Hồng một hũ nha, thuốc bổ về mạch máu bổ não em một hũ. Ok Dương Thời Hồng một hũ đầy rối loạn tiền đình đúng không, cô nên uống cái này nè, lúc này cái đầu óc của cô bấn loạn, tinh thần tâm hồn điên đảo, chắc là đang yêu. Bây giờ là tim ngâm báo lại nha, cái thuốc này mới về, hôm nay khách hàng đặt nhiều quá mà không có nữa. Những người thân thương của tôi ơi, Trương Dinh nói lộn rồi, bây giờ Trương Dinh bán, bây giờ Trương Dinh bán lộn của tôi, nhưng mà tôi phải đành ráng chịu thôi. Trương Dinh gửi đi 600 nhưng mà Kim Tiểu Long không có bán 600 nữa, lỡ bán con lô hàng đó thôi, không bán nữa, là tại vì Trương Dinh nhớ lộn chứ không phải là Kim Tiểu Long lộn em nhé. Còn anh bán 800 tại vì không có hàng mà rất là mắc, mà thuế rất là cao, cho nên em thông cảm giùm nha. Em mua thì anh Long cảm ơn, còn không mua thì cũng có nhiều khác ủng hộ anh Long tại vì hàng không có. Thì nha, nhắc lại một lần nữa, viêm son, máu không bơm lên não, rối loạn tiền đình, tai biến mạch máu, kém trí nhớ cho những người lớn tuổi, ai hay quên nên uống cái này, vì viêm son rất hay, nhà tôi ai cũng hết hết. Đây. Bữa em mua về cho mẹ em uống, nhỏ em nó đòi uống, em không biết nhỏ quá có uống được hay không. Cho uống đi em, 15 tuổi cho lên chú cho uống đi, bổ não chơi, không gì hết. Cho uống đi cưng, đây là thảo dược thôi à. Trương Dinh cho về quê luôn. À, thấy Trương Dinh hồi chiều đó, bán cho ai mà bán lộn, đúng không? Không, bằng lăng tím, 6 tuổi uống được không em? Em ơi, anh Long nhắc lại một lần nữa là 6 tuổi thì em nên cho con mình ăn cái này nha. Từ 4 tuổi đến 6 tuổi đây là vitamin, kẹo dẻo vitamin mà cho con mình tăng trưởng, ăn ngon ngủ được, chậm phát triển trí não, thông minh bé, bổ xương, bổ máu, rồi làm con mình ngủ được, ăn được, nên cho ăn nhai cái viên kẹo này nha. Từ 6 tuổi, từ 4 tuổi đến 10 tuổi là nhai 2 viên một ngày, chỉ 2 viên thôi. Đây là vitamin bằng chất trái cây cho em bé, vitamin bằng chất trái cây cho em bé. À, một hũ này là 1.200.000 đồng nha. Ai thương con mình thì cho uống nha. Nghe chưa? À, nhắc lại đây là của em bé nha, còn cái này là của người lớn nha. Bổ não cho em bé, phát triển cho em bé nào mà kém ăn, thiếu ăn, ăn không ngon, ngủ không được, rồi xương không bổ là gọi là cái xương mà bị thiếu chất dinh dưỡng đó. Thấy không? Đầu óc của con của mình không có phát triển, chậm phát triển, có cái kém thông minh á, bổ máu nữa thì cho uống cái này nha, nhai cái này nha. Đây là viên kẹo dẻo, mỗi một ngày chỉ nhai được một viên, 1 tuổi từ 4 tuổi một viên, 4 tuổi từ 10 tuổi thì các bạn nhai 2 viên. Con mình rất là tuyệt vời cho bổ dưỡng cơ thể con mình. Đây, vitamin của em bé. 1.200.000 đồng. Hàng tốt lắm đó. Đúng rồi, đồ của Mỹ mà, mua đi bà con, nên không cần có suy nghĩ, còi xương luôn đó. Chủ nhật anh giao cho em được không anh Long? Ngân Trương. Chủ nhật em ở đâu? Thì bây giờ em cứ đưa ghi cái địa chỉ cho anh Long đi. Em ghi cái địa chỉ cho anh Long sẽ gửi tới nhà trong vòng 2 ngày, 3 ngày. Ở dưới tỉnh 3 ngày, cao lắm là 4 ngày. Rồi ở thành phố là 2 ngày nha các bạn nhé. Ngân Long vô inbox trong Facebook của anh nha.
nha cưng nha, inbox trong Facebook của anh Long, anh Long sẽ gửi hàng về cho cưng. Mà Ngân Long là mua cái gì vậy? Ngân Trương mua cái gì vậy? Trời, từ Ngân Long con tôi trong đó vậy. À, Ngân Trương mua cái gì? Ai muốn đẹp như hoa hậu thì hãy mua cặp chia. Đúng rồi. Anh ơi, phụ nữ mới sinh có 3 tháng có uống được không anh? Dung Nguyễn, em phụ nữ sinh 3 tháng nhưng mà em uống thuốc gì? Em muốn uống thuốc gì? Nói cho anh Long biết, cái phụ nữ sinh 3 tháng. Uống rối loạn tiền đình hay là cái gì? Anh Long kết bạn với em nhé. Bằng lăng tím. Ủa, tôi nhớ có kết bạn rồi mà ta. Hải Phạm, ok. Em muốn uống thuốc gì em nói anh Long biết nha. Bây giờ tôi không nói nữa, tôi sẽ hát tặng cho tất cả các bạn một bài. Tôi xin tặng cho tất cả mọi người một nhạc phẩm bài hát dân ca độc quyền của Kim Tiểu Long. Người ta nói có thương thì ta thương cho trót, có gọt thì ta gọt cho trơn. Ta còn sống kiếp này ta yêu thương lẫn nhau, cho nhau những tình thương, cho nhau những nụ cười, chứ biết kiếp sau ở đâu mà cho. Thả tim đi tất cả mọi người, tôi sẽ hát bài kiếp này kiếp sau cho mọi người. Và thuốc viêm son mới sanh 3 tháng nhưng mà có cho em bé bú không? Nếu mà em có cho em bé bú thì mình không có uống được như cưng nha. Còn không cho em bé bú thì cứ uống thoải mái. Viêm son đồng B2 kết bạn với em. Con em vitamin bao nhiêu coi chừng nó bán lộn. Coi chừng nó bán lộn. Nửa là lỗ, đúng rồi. Nó bán hồi chiều giờ mấy đơn hàng tôi bị lỗ rồi đó. Từng triệu, triệu mấy, triệu hai mà nó bán cho người ta tôi tưởng 700-800 ngàn tôi lỗ rồi đó. Nhưng mà thôi không có sao, vui thôi. À, bây giờ tôi hát bài kiếp này kiếp sau cho các bạn nghe nha. Các bạn thả tim nha. Share cái Facebook này ra nhiều giùm tôi đi các bạn ơi. Sở dĩ từ ngày mai ngày mốt tôi không có rảnh cho nên tôi lên tôi làm hai cái livestream một lượt là để cho quý vị xem, để quý vị không có bị dài quá, quý vị phải kiểm tra được cái thuốc nào mà quý vị uống nha. Hay là ủng hộ thì nó dễ kiểm tra hơn.
không bán thuốc hả? Hay hả? Bài tựa gì á? Rồi, bài tựa kiếp này kiếp sau, nghe là biết kiếp này kiếp sau được cưng. Thấy không? Cái gì mà kêu tôi bịt mũi lại về lần sau? Ăn chanh hả? Giờ có ăn đi nữa 10 trái cũng hát cũng không nổi, là tại vì biết làm sao nó qua Đài Loan hát. Sức đầu là 7 bài, sức sau 10 bài, một chỗ thêm chỗ nữa mười mấy bài nữa, thì các bạn cứ nghĩ đi, thôi một người dương mới hát rồi Phan Thị Đức Thu ơi, kiếp sau bán gì? Cô này kỳ ghê nha, tôi gả cô qua bên tới Mỹ bây giờ nó là cô Thương Thoại Hồng nha, tôi yêu gả qua tới Ohio hết mặt. Rồi thì xe cho mạnh cái livestream ra giùm coi. Cô Kim ơi, cái hình avatar của cô Kim, mà cô Kim trẻ mà cô Kim đẹp quá cho nên con không thể nào nhìn ra. Có bán dầu nước xanh không em? Dầu nước xanh còn có 4 lố. Ai có mua thì ủng hộ nha. Dầu nước xanh còn 4 lố duy nhất. Mùa đông xót xa. Trời ơi giờ này kêu tôi hát mùa đông xót xa Lôi Chấn Vũ. Cái tên gì mà ca sĩ mà vừa vừa lối nè, mà vừa chấn xuống nè, mà vừa vũ nữa, trời, cho nên cái tên này đi đòn không tăng cường bán vé được đâu. Em chia sẻ rồi, cảm ơn Thảo Phương lại tự tình với mẹ, đẹp trai quá đi. Cảm ơn mọi người. Đẹp trai là nhờ uống collagen à. Chị em xem giới nghe nghệ sĩ Thoại Mỹ Trái Tim Chung Thủy hay quá, xem hoài mà khóc hoài, cảm ơn em. Vậy xem thêm được nhiều nữa nghe cưng, hôm nay bao nhiêu người quá, xem nhiều quá. Chia sẻ rồi, chia sẻ ra giùm Lôi Chấn Vũ ơi, mới có 500 mấy người, không có lên 700-800 người, buồn lắm à. Hàn Mặc Tử hát bài nữa anh ơi, anh Long qua Đài Loan mà không có được đi xem thì đành dịp khác thôi cưng. Hát cháo lên ba rồi đâm hơi nữa. Em mua hàng anh sẽ hát cho em nghe một bài được không? Nãy giờ bao nhiêu bài rồi? Dầu Mỹ hả? Có dầu Úc không? Dầu của Mỹ, dầu Úc không có sách về. Bán thuốc trị mụn không? Thuốc trị mụn không có. Dinh kiệm em chia sẻ rồi, ok làm lại, cảm ơn nhiều. Bài Hàn Mặc Tử, Hàn Mặc Tử không có hợp nhạc bét trong đây. Rồi hồi nãy tôi nói là cái loại thuốc diêm son rối loạn tiền đình với cái collagen, hai loại này mà con mua ủng hộ rất là nhiều đã về tới rồi nha. Dầu gió xanh, dầu gió nước xanh một lố là gồm có 12 chai, một lố gồm có 12 chai, 1.800.000 đồng em nhé. Một lố 12 chai gồm 1.800.000 đồng dầu gió nước xanh. Rồi, hồi nãy đây, cái hũ thuốc đau khớp xương các bạn ơi. Mấy bữa nay các bà mọi người ở trong nhà cũng vậy. Trương Dinh gửi cho em tiếp với một vitamin. Vitamin gì vậy? Vitamin Q là gì? 1.400.000 đúng không anh? Em gửi cái địa chỉ vô Trương Dinh giùm, gọi số điện thoại Trương Dinh, Trương Dinh hot 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 boy giùm anh nha. Đây, chị Tư của Long bị đau khớp xương, bị nhức lưng. Cái này là mình dành cho những cái người bị đau khớp lâu năm đó các bạn ơi. Đau khớp lâu năm bị nhức xương, nhức tay, nhức chân. Chị Tư hôm nay uống, mà chị Tư uống có hai liều thôi. Hôm qua uống một viên, sáng viên chiều một viên, rồi uống sáng viên chiều một viên nữa. Vậy mà chị Tư sáng hôm nay tôi cũng Long đi về, chị Tư của Kim Tiểu Long á, đó là trời ơi, em ơi cái thuốc đau khớp xương này uống hay quá. Chị đau lưng quá trời, chị đi chợ không nổi, mà bây giờ chị hết đau lưng rồi, chị mừng quá. Báo cho các bạn biết là cái này là chữa khớp xương cực kỳ hay nha các bạn nhé. Cái này là loại này là khớp xương của Mỹ nha, trị khớp xương của Mỹ nha.
cái này là trị khớp xương của Mỹ. Kim Tiểu Long bán hết cái trị khớp xương của Mỹ thì là Kim Tiểu Long có bán trị khớp xương của Úc sao? Nó có hai loại, cái này là trị khớp xương của Mỹ. Ai đau khớp xương, bệnh khớp xương lâu năm, các bạn uống cái này. Đau xương sống, đau cột sống, đau thần kinh tọa, đau xương giò, đau xương tai, lâu năm mọi người nên uống cái này nha. Cái này là trị khớp xương rất là tốt. Đó, 200 viên sáng viên trừ nguyên viên nha, ăn no xong uống nha các bạn nha. Nha. Ăn no xong rồi uống. Chị đau khớp xương rất tốt nha, chị từ hôm nay hết nhức lưng rồi đó. Ai mà đau lưng cũng lên cầu đến đây ha. Một vitamin em bé, một tiếp tẩy tế bào chết là số tiền là 1.400.000. Vitamin em bé, vitamin em bé là 1.200.000 à. Lát tính lại đi nha. Vitamin em bé là bao nhiêu? Hồi nãy là xem lại bây bán nhiều thuốc đó bạn. Em hỏi một lát nên kiểm tra lại là cái giá là bao nhiêu nha cân nha. Đau khớp, các loại thuốc về đau nhức USA là số một tốt nhất. Khỏe, hình khớp xuống trên hũ thuốc cho coi đi. Đây. Này. Ai đau khớp nên uống nha. Nha bà con nha. Đau khớp xương, nói tóm lại là trong cơ thể mình đau khớp xương uống là hết, bị nhức khớp xương nha. Trị cho những người bị nhức khớp xương lâu năm rất là tốt và hiệu quả. Chị Tư, chị khen quá trời khen luôn nè. Đau khớp xương bán nhiều vậy anh? 1.000.000 nghe mày. Đau khớp xương 1.000.000 nha. Cái đau khớp xương này là 1.000.000 được 1 đồng 1 hũ nha các bạn nha. Các bạn inbox vô lẹ lên các bạn ơi, nhanh tay lên các bạn ơi. Cái đau khớp xương này 1.000.000 nha các bạn nha. Đau khớp xương đây, có cái xương đầu gối của mình nè, dành cho những người đi đứng không có được. Những cái người mà bị khớp xương lâu năm á, đi đứng không được nên uống cái này nha. Chị Lý, đau khớp xương bao nhiêu tiền? 1.000.000. Thúy Hồng, đau khớp xương là 1.000.000 nha em nha. Yeah, đau khớp xương là 1.000.000 nha. Các loại thuốc nào em bé 5 tuổi ăn ngủ được không dễ lắm? Sương Mai, hồi nãy không có coi cái livestream đầu tiên của anh Long hả? Đây, thôi lỡ rồi cho các em coi lại. Em bé từ 1 tuổi tới 10 tuổi kém trí nhớ, kém thông minh, não kém phát triển. Xương của em bé không có phát triển, bị gầy, bị gò. Nhất là hay nhất là cái mà em bé bổ dưỡng cho em bé cái thần kinh là ăn ngon ngủ được mau lớn. Ăn ngon ngủ được mau lớn nha. Cái này ăn ngon ngủ được mau lớn với em nha. Ha? Ăn ngon ngủ được mau lớn cho em bé phát triển nhanh. Ha? Em bé thông minh học giỏi, bổ máu cho em bé luôn. Đây là kẹo dẻo nhai chất trái cây bằng 100% không quá chất. Có những cái chất vitamin A, B, C, D, A, đúng không? Các bạn cho con mình, thương cho con mình ăn ngon ngủ được nha. Ăn ngon ngủ được, phát triển trí não thông minh, làm cho cơ thể con mình mạnh khỏe. Em bé nào lười biếng ăn là sẽ ăn liền ngay tại chỗ. Khi mà nhai 1 tuổi sẽ tới 4 tuổi sẽ cho nhai 1 viên 1 thôi. Rồi từ 4 tuổi tới 10 tuổi là nhai 2 viên. Mà nhớ nhắc, đây là kẹo dẻo của trái cây. Nhắc con mình nhai cho thật kỹ và cho thật nát để cho cơ thể hấp thụ cho thật nhanh, được ăn ngon ngủ được nha em nhé. Nhé. Đây. Có loại thuốc nào uống để thức không anh? Có. Có loại thuốc uống thức mà. Tuyệt vời luôn á. Cái đó hỏi Tô Tài Năng á. Với bà Linh á, Linh trẻ. Nha. Nha em nha. Cái hũ thuốc này là người già dùng được không vậy chú Kim Tiểu Long? Tôi đánh rồi nha, cái thuốc này của em bé mà hỏi người già dùng được không là làm sao vậy hả? Ngọc Lục Bảo, đừng chua hay ngọt. Cái này là chất vitamin, nó y như cái trái cây vậy em nè, y như cái trái này nè, mà chua chua mà ngọt ngọt á.
ăn như cục kẹo của mình á, đây nè, nó là cái gì nè, ăn như cục kẹo dẻo vậy đó, nó là cái cục kẹo dẻo mà vừa ngọt mà vừa với chất vitamin nha em nha. Ai hắt nít vậy? Các bạn chị lại đi, bị hắt nít rồi, kha kha. Trời đất ơi, Sương Mai hắt nít đó, Kim Long nhắc nhiều đó đó, mỗi lần bây giờ ai mà mua thuốc đau nhức, nhắc lại thuốc đau nhức 1 triệu đồng một hũ cực kỳ hay, ai đau khớp xương, nhức lưng sống, nhức tay nhức chân uống đi nha các bạn nha, rồi các bạn sẽ thấy nha, mọi người sẽ thấy. Rồi thuốc diêm xoong, diêm não, rối loạn tiền đình, rồi tai biến mạch máu, kém trí nhớ, làm cho mình phục hồi trí nhớ rất là nhanh, cái này 1 triệu luôn. Trần Toàn bao nhiêu tiền vậy anh? Trần Toàn ơi, em hỏi là cái gì vậy, thuốc gì mà bao nhiêu tiền cưng? Các bạn share cái livestream này ra giùm các bạn ơi, xe cái livestream của Long ra giùm nha các bạn, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Một hộp khớp anh Long ơi, ok, cho em một hộp khớp, em vào em nhắn giùm anh cái tin nhắn ở trong caption nha, số điện thoại Trương Vinh dưới đây nè, gọi cho Trương Vinh đưa cái địa chỉ số điện thoại, một hộp khớp xương này 1 triệu nha. Đây cái hũ này là cái hũ thuốc cảm, cảm nhức đầu chóng mặt sổ mũi ho, các bạn nào mà nó gọi là Advil đó, Advil á, gọi là Advil, tôi kêu tắt bằng Advil, thì thường thường Việt Nam mình gọi Advil á, các bạn mua Việt Nam là không bao giờ có hàng thiệt nha, hàng nó không có chất lượng nè. Cái viên thuốc này nè, các bạn đi làm về các bạn bị say nắng, các bạn bị chóng mặt, các bạn bị nhức đầu, hoặc là các bạn bị cảm đó, các bạn bị cảm sổ mũi nhảy mũi đó, hôm nay Kim Long mới là lấy cái này về chính thức bán cho gia đình cô tất cả các bạn nha. Cái hũ này rất là tốt, mà lấy về có mấy hũ, hoặc có 5-6 hũ à. Cái hũ này là cái hũ thuốc cảm Advil, Advil đó nha các bạn nha. Các bạn mà cảm sổ mũi chóng mặt nhức đầu, đi làm về mệt mà bị nắng á, thuốc này tốt lắm chú ơi. Tốt lắm. Cái này nè, sổ mũi nhức đầu chóng mặt, nhất là các bạn bị cảm mà đi làm về ban đêm, mà tắm ban đêm mà nhảy mũi đó, các bạn dùng cái này nhức đầu đó nha. Các bạn mỗi lần uống, các bạn uống 2 viên, khi mà các bạn đi làm về các bạn bị mệt, các bạn bị cảm, uống 2 viên thôi, tôi bảo đảm các bạn uống vô các bạn tự nhiên ngủ một giấc ngon lành lắm, ngủ ngon lành. Mà tôi nghĩ là các bạn nên để cái hũ thuốc cảm này trong nhà của tất cả các bạn, Advil này nè, cái này rất là tốt như các bạn nhé. Chị mua 2 cái nón. À, ủa bị hắt nít hả? Mua 2 cái nón, ok chị, mới đi hắt nít rồi hả? Còn nhớ không vậy? Nhớ rồi, cảm ơn chị. Em đưa hộp khớp nhìn lại. Ngân Trương, anh đưa hộp khớp, em nhìn lại. Anh Long, đây. Đây 1 triệu, hoặc đau khớp xương, nhức tay, nhức chân, đau xương sống nha các bạn nha. Thuốc viêm xoong uống chung với thuốc trứng cá. Dầu cá, em ơi. Dung Nguyễn ơi, thuốc viêm xoong uống chung với thuốc dầu cá được cưng ơi. Dầu cá uống chỉ 1 viên một thôi. Thuốc viêm xoong uống 1 viên buổi sáng, 1 viên buổi chiều, ăn no xong rồi uống, hoặc là em mình uống cách ra khoảng chừng 10 phút, 5 phút cũng được. Rất là tốt vì nó chỉ là thảo dược thôi, còn dầu cá là cái loại thực phẩm của dầu cá rất là tốt nha. Bán Dương Thôi Hồng chú ơi, tóc cổ dài cổ hay bệnh nhức đầu, dầu cá gọi cho nó sang, tự nhiên gọi trứng cá, tự nhiên gọi trứng cá, gọi trứng trong đó nha. Người già uống bổ dưỡng cơ thể, bổ máu, ngăn ngừa tế bào ung thư. Cái thuốc viêm son nó làm cho người già phục hồi lại trí não nha. Phục hồi lại trí não,
làm cho rối loạn tiền đình, mất ngủ, ăn ngon, ngủ được, ai viêm son, ai tai biến mạch máu. Thuốc son trẻ 9 tuổi, không, 15 tuổi trở đi mới cho uống, 9 tuổi không có cho uống các bạn ơi. 15 tuổi trở đi tiết viêm son nha. Đúng rồi, dầu cá. Đó, tôi nói với các bạn nha, tôi nhắc lại nha. Đây là cái thuốc cảm Aquil. Cái thuốc cảm này, cái hũ thuốc cảm này nên để trong gia đình. Tôi đi về làm về, tôi bị cảm cảm, tôi ho, tôi sổ mũi, tôi nhức đầu, tôi chóng mặt, tôi cảm thấy người hơi mệt mệt á. Làm cho mình mệt mệt mà mình cũng khó ngủ. Các bạn nên dùng cái này. Mỗi lần dùng các bạn 2 viên mà nó rất là tốt. Nhất là khi mà cái cơ thể mình hơi mệt mỏi mà đau nhức mà uể oải trong người, các bạn uống là các bạn khỏe ngay. Cái hũ thuốc này Aquil này nè, các bạn uống là các bạn khỏe ngay liền. Mộng Trương Ngân ơi, con mua cái gì mà em mua cái gì mà em hỏi một ngày uống bao nhiêu viên? Cái viên son rối loạn tiền đình này một ngày sáng viên chiều viên, ăn no rồi uống cân nha nha. Còn cái thuốc mà dầu cá đó, vitamin dầu cá mình uống một viên một, một viên một, vitamin E mình uống một viên nha. Nãy giờ tôi ba hũ rồi. Chào Su Su, chúc anh Lâm buổi tối vui vẻ an lành. Trời ơi trẻ mà già ở đâu. Chào anh Kim Tiểu Long, Mỹ Tú, chào mọi người nha. Nha. Còn cái thuốc mà đây nè, mọi người hỏi là có cái chất mà ngủ ngon cho người lớn không nè. Đây là canh chum của người lớn nè. Ăn ngon ngủ được, bổ xương, dành cho những người lớn tuổi đi mà cái xương mình bị mục đó, mà mình đi mà cái xương mình té ăn cái thường bị gãi, cho nên thiếu cái chất canh chum này. Mọi người nên uống, từ không phải là dành cho người lớn không, mà dành cho những người đàn ông nữa, đàn bà nữa. Đàn ông thì uống vô để bổ thận, bổ xương, bổ khí huyết của mình, để làm chi, để cho cái chuyện mà đàn ông mà cái chuyện hạnh phúc của gia đình có vợ chồng á, nó rất là hạnh phúc cho cái người vợ của mình nha. Nó làm cho mình bồi bổ cơ thể của mình, cái cơ thể mình bồi bổ cái chất này rất là tốt, thay thế cho những người mà không uống sữa, không ăn rau, không uống chất sắt, ít ăn những thịt cá, thì những người ăn chay nên uống cái này ha. Còn cái này tốt nhất là dành cho những người phụ nữ mà có bầu mà muốn cho con của mình thông minh cứng cỏi mà xương không có yếu đó, chạy ra sanh ra là mình chạy bình liền khi một tuổi đó, 7-8 tháng đó, là phát triển cho con mình rất là tốt. Dành cho những người có bầu uống cực kỳ cho con của mình tốt, đẻ ra cái mỏ ác con mình chỗ này nó không có mềm, nó phập phiều là nó không có mềm nữa, nên dùng cái này nha. Đây đây là thuốc bổ canh trâm dành cho những người lớn, thuốc bổ con nít uống được luôn, bổ xương cứng xương dành cho những người không uống sữa, làm biếng uống sữa, uống cái này cho tôi sáng viên chiều viên. Giá cái này là 1.000.000 đồng, giá cái này 1.000.000 đồng nha. Trần Đô Thành 1.000.000 đồng nha nha. Hoàng Lợi Lê, uống thuộc uống đẹp già không anh Long? Có thuốc uống đẹp uống già là cái này nè em, cái này là mọc tóc nè, uống cho đẹp nè, uống là cho mình da mặt của mình trẻ đẹp không có già nè. Đó là collagen nè, chống rụng tóc rất là hay nha. Nha, chống rụng tóc rất là hay nha. Làm cho mình trẻ đẹp, chống lão hóa, ngăn ngừa tế bào ung thư của mình nữa. Đặc biệt là cực kỳ tôi yêu cái hộp này. Tại sao tôi thích cái hộp này là tại vì nó cứu lại cái mái tóc của tôi. Cái mái tóc của tôi tới bữa nay không rụng nữa các bạn ơi. Không rụng một cọng luôn á. Cái này trị rụng tóc rất là hay. Mà cái da mặt mình rất là đẹp. Trời, vừa định ra là biết đại rồi. Ra tra hả chủ? Gì kỳ vậy? Chị lấy một cái hũ của em bé ha. Ok chị, lát làm việc với Trương Vinh. Trương Vinh sẽ chị cái số điện thoại của Trương Vinh ở dưới nè. Chị Mai, chị inbox giùm Trương Vinh giùm em nha. Lấy một hũ vitamin của em bé ha. Thuốc viêm son hả Trần Đô Thành? Đây, viêm son bổ não, tai biến mạch máu, làm cho một làm cho mình kém trí nhớ, trí nhớ phục hồi trí nhớ của mình rất là nhanh ha. Là uống cái này nha, uống cái này viêm son, uống cái này là 1.000.000.
sáng viên chiều viên ăn no uống, sáng viên chiều viên ăn no uống. Một hộp bao nhiêu? Thuốc não cũng tốt. Gia đình có thuốc em mua cho cậu Năm Vũ Linh. Thuốc gì? Anh Năm bị gì? Hộp bao nhiêu? Hoàng Lê Lợi, em hỏi hộp thuốc này là hộp thuốc nào em? Hoàng Lê Lợi, em hỏi thuốc một hộp bao nhiêu là thuốc nào? Buồn quá à. Tự nhiên tôi đi quay quà nắng, tôi không có thả kem chống nắng, đi đánh lên chiên về cái chán tôi. Nó để quà nắng Long Hải, biển Long Hải nó ăn đen thui nguyên khúc vậy nè. Không biết chừng nào nó mới nhả ra nữa. Giá làm sao anh? Ủa em hỏi cái giá của thuốc nào vậy em? Trần Đô Thành, em hỏi giá của thuốc nào, em phải nói cái thuốc nào. Cái thuốc rối loạn tiền đình, viêm son, hay là cái thuốc đau khớp xương, hay là collagen? Bây giờ tôi nhắc, rối loạn tiền đình, viêm son, tai biến mạch máu 1 triệu. Một ngày uống 2 viên, sáng viên chiều viên. Thuốc đau nhất khớp xương, bổ xương làm cho mình không đau nhất nữa, lâu năm nữa. Ai đau nhất lâu năm nữa, cái này 1 triệu. Sáng viên chịu viên. Collagen uống chống rụng tóc, ngăn ngừa tế bào ung thư, bổ dưỡng cơ thể, ăn ngủ được, làm đẹp da, chống lão hóa, 1 triệu. Aquil thuốc cảm, cái hũ thuốc cảm này rất là tốt. Trong gia đình mình nên để nguyên một hũ này cho nhà, cả nhà mình uống nha. Thuộc đẹp da đó anh Long. Đẹp da là collagen là 1 triệu đó em. Collagen 1 triệu nha. Đẹp da chống rụng tóc nha. Uống ngăn ngừa tế bào ung thư luôn là 1 triệu. Sáng 2 viên, chiều 2 viên nha. Đây, cái này nè. Mà cái này là mua là Aquil này uống chống cảm nè. Nhễ mũi nè. Dứt đầu, chống mặt, sổ mũi ho. Cơm ăn không được, cháo quốc no. Cái này các bạn nên để ở nhà nha. Ai mà ê ẩm mình mẩy uống 2 viên cái là ngủ ngon làm liền, sáng dậy đi làm liền nha. Cái này là 1 triệu nha. Cái gì vậy, vô dân đây mà bệnh khẩu nghiệp ở trong đây làm sao trời. Thôi nha, tân si rồi phải không? Thôi còn các bạn lấy cái loại thuốc nào thì các bạn inbox vô Facebook của Kim Tiểu Long nha. Thôi bây giờ Kim Tiểu Long tạm biệt tất cả các bạn. Hôm nay Kim Tiểu Long đi hát về, rồi Đài Loan về, bay về tới, Kim Tiểu Long cũng mệt rồi. Hộp bao nhiêu viên? 390 viên nha em nha. Cái hộp collagen này là 390 viên. 390 viên. Uống sáng 2 viên, chiều 2 viên nha các bạn nha. Ăn uống trước bữa ăn cũng được, mà uống sau bữa ăn cũng được. Đang live stream các bạn đừng điện vô cho tôi nha bạn nha. Collagen đặt hàng nhanh tay lên. Chống rụng tóc cực kỳ hay, làm đẹp da, chống lão hóa, ngăn ngừa tế bào ung thư. Collagen dạng tế, collagen là số 1 với tôi nha. Đó, rối loạn tiền đình, nhắc lại rối loạn tiền đình. Và em là Kim Tiểu Long, chị Thủy Tiên ơi. Chị chào Kim Tử Long, chị chào lộn người. Em là Kim Tiểu Long rồng nhỏ nha. Đây, viêm son, rối loạn tiền đình, máu không bơm lên não, tai biến mạch máu, làm cho mình phát triển trí nhớ, không có quên trong cuộc sống hàng ngày. Uống cái này thảo dược rất là hay ha. 1 triệu một đồng một hũ, sáng viên chiều viên. Thôi tôi cảm ơn tất cả mọi người theo dõi cái buổi live stream này nha. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối thật là an lành, tốt đẹp trong cuộc sống, cười vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười, sáng làm việc ra lúc nào cũng đắc thắng. A Di Đà Phật. Tôi tạm biệt mọi người. Ăn cà không các bạn? Ăn cà bổ máu. Có gì cô Dương Thảo ngủ em. À, lớp vô tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người share cái buổi live stream này ra.
Cảm ơn em, anh cà rất là đẹp da nha. Xe cái buổi livestream này ra giùm người cho Long để mọi người theo dõi cái livestream này nhiều nhiều để chi cho mọi người biết được những cái thuốc tốt của Kim Tử Long bán. Để mọi người ủng hộ nha mọi người ơi. Ai mua cái thuốc bổ xương, cứng xương, thuốc bổ, ăn ngon, ngủ được thì ủng hộ nha 1.000.000 đồng nha. Các bạn những người có bầu thì uống cái vụ này bổ xương cứng xương, ăn ngon ngủ được, làm cho mình cứng xương rồi, thiếu những chất như vitamin, thiếu chất rau chất sắt chất này chất kia làm biếng uống sữa thì nên uống cái hũ này, già trẻ bé lớn gì cũng uống được hết. Đàn ông thì rất là tốt cho cái thận của mình. Trong cuộc sống với vợ chồng thì đem lại hạnh phúc cho vợ mình, rồi mạnh mẽ nữa. Rồi người đàn phụ nữ mà có bầu uống cho con của mình mạnh khỏe cứng xương, làm biếng uống sữa cái này 1.000.000 đồng. Rồi tạm biệt mọi người nha. Người già thì không có cử cái gì hết, thuốc của Kim Tử Long là bán cho người già uống nhiều. Mua canxi sinh con ra chân dài như Long, đúng rồi, cứng xương mà. Em mua một hộp viêm son nha anh Long. Dung Nguyễn ơi, em vô cái số điện thoại của Trường Dinh ở dưới đây, em inbox cho số Trường Dinh, em để là địa chỉ số nhà nè, rồi người nhận số điện thoại ha em nha. Hà Mai sẽ rồi mà không hát tặng, ôi hát nãy giờ nhiều rồi nha. Theo địa chỉ hôm trước chị Mai, thế rồi lục lọi cái thôi. Chị Mai thương á thì gì lát nữa vào inbox hoặc là inbox vô cái số điện thoại của Trương Dinh này giùm em nha. Chị Mai nói là chị Mai mua, chị Xuân Mai mua cái hộp nào, một hộp em bé hay là một gì collagen gì, chị Mai inbox giùm em nha. Nguyễn Thúy, một hộp uống được bao lâu, uống cái gì cưng? Collagen hả? Collagen thì 390 viên một hộp, mình uống sáng 2 viên chiều 2 viên thì em tính ra coi. Gửi qua Facebook anh nha. Ok, em gửi cái địa chỉ qua Facebook của anh Long đi nha. Cứng xương đây, ok, 500 viên nha em nha. Cái hộp cứng xương bổ xương này dành cho người già, từ em bé, người già, người dở lên, người nhỏ, người lớn, người trung bình gì cũng uống được hết nha. Cứng xương này nè, bổ dưỡng cơ thể nha, rất là tốt nha. Ai mình bây giờ bắt đầu cỡ tuổi mười mấy tuổi trở đi mà mình uống là sau này mình có té cái xương mình không có gãy, mình không có mục. 500 viên sáng viên chiều viên uống rất là bổ dưỡng, nhất là người đàn ông nào mà yếu, tôi nói thẳng là yếu sinh lý á, các bạn nên uống cái này nha. Các bạn nên uống cái này nha, các bạn uống cái này đem lại cái sự hạnh phúc bây giờ của mình. Nó sẽ làm cho bạn cường tráng đi, các bạn bạn cường tráng đi. Tôi chỉ dùng cái cường tráng thôi chứ tôi không biết dùng cái gì nữa hết trơn. Em đặt rồi, chủ nhật anh nhỏ giao nha. Em đặt cái gì vậy? Đặt cái gì nhắc lại anh nha, nhiều quá. Em ơi inbox vô, các em ơi inbox vô, anh chị ơi inbox vô Facebook của Kim Tiểu Long nha, kép trường nha. Ok, còn em gái Malaysia đâu mất tiêu rồi, không lúc ngày xong thấy ủng hộ của Long vậy. Em lấy một hộp nhé Nguyễn Thí. Nguyễn Thí inbox vô Facebook của anh lấy một hộp cứng xương này nghe cưng nha nha. Sao em không lấy cái hộp mà collagen uống rụng tóc làm đẹp da đi, lấy luôn đi, uống rụng tóc nè, làm đẹp da nè, chống lão hóa nè, ngăn ngừa tế bào ung thư nè, thấy không, ngăn ngừa luôn tế bào ung thư nha. Nhất là da của mình phải đẹp và trẻ lên nha, tóc mình rụng là hết rụng nha em nha. Hôm nay Kim Long được về là mừng lắm rồi đó. Collagen 1.000.000 đồng, cái hũ bổ xương 1.000.000 đồng nữa. Hai dạ em có, dạ có em anh Long ơi. Ừ đó, thấy không, nãy giờ không lên tiếng. Nguyễn Thúy, hộp đó bao nhiêu anh, hộp nào em, collagen
hay là thuốc bổ xương? Nhiều phạm. Một hộp bao nhiêu? Một hộp bao nhiêu? Nhiều phạm ơi, em hỏi hộp gì em? Collagen là 1 triệu nha em. Collagen là 1 triệu nha. Collagen 1 triệu. Thuốc bổ xương, canh chân bổ xương, cứng xương, làm cho người đàn ông bổ thận, bổ khí huyết, bổ bổ cơ thể. Nó tóm lại là ai mà làm biếng uống sữa nên uống cái này. Rồi những người phụ nữ mà có bầu uống cho con mình được cứng xương, đẻ con ra nó chạy ào ào, nó không có yếu mà nó không bệnh bậy, nó không có nhiễm tiêm nhiễm cái những cái khí độc ở ngoài nha. Cái này là 1 triệu nha em nhé. Cái này là 1 triệu. Cái cứng xương bổ xương, bây giờ tôi nhắc lại các bạn đừng hỏi nữa nha. Cứng xương bổ xương, đất khoảng bao có gì, gì đặt khoảng bao có cây chú là gì? Nếu mà tôi gửi xuống các tỉnh với các bạn thì các bạn 2 ngày tới 3 ngày các bạn sẽ có thuốc. Cái hũ canh chân bổ xương, cứng xương, tăng trưởng cơ thể, làm cho mạnh sinh lý, có bầu uống cũng tốt cho trẻ em nhé. Hình như là 1 triệu. Cái này á là 1 triệu nha, tôi nhắc lại nha, 1 triệu, 1 triệu. Cái này bổ xương 1 triệu. Nhắc lại, collagen uống chống rụng tóc, ngăn ngừa tế bào ung thư, làm đẹp da, chống lão hóa 1 triệu. 1 triệu. Thuốc Vimston bổ não, ai mà quên trí nhớ uống Vim Son, uống bổ não, chống mặt, nhức đầu, tai biến mạch máu 1 triệu nha em nha. 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu đó. Thuốc đau khớp xương, đau lưng, nhức mỏi, đau nó tóm lại là về tất cả bộ toàn thân, về xương, tất cả là đều về xương. Đau khớp xương, đau nhức toàn cơ thể mình, đây là đau khớp xương, để làm cho mình bổ xương, làm cho mình khỏe mạnh đi, không còn đau nhức nữa. Trị khớp xương cho những người lâu năm, đây cái giò trị khớp xương cho những người lâu năm đau xương sống. Cái này 1 triệu luôn, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu. Cái gì con tin chú Kim Tiểu Long, con muốn mua hàng của chú. Ôi thật mệt ghê. Uống nhất hôm bữa mua uống rất là hiệu quả. Hôm bữa cho anh Long nghĩ là em mua thuốc nhất của lúc đó anh Long còn thuốc nhất đau Úc. Hiện nay thuốc nhất đau Úc cũng đã về rồi, nhưng mà tại vì mà hiện tại anh Long phải bán cho hết cái thuốc đau nhất của Mỹ. Cho nên mừng hả? Mừng quá, cảm ơn anh người Long, người bán thuốc có tâm. Ok em, anh nghe thì được gì anh cũng mừng. Đau nhất mà uống hết thì thôi anh cũng mừng ha. Nha. Đau nhức hết anh cũng mừng ghê, và mọi người uống hết về được rồi tôi cũng được phước báo. Các bạn mua thì tại vì thuốc Kim Long thuốc chất lượng mà, chỉ có mắc một chút xíu 100 200 thì cũng các bạn uống các bạn không sợ bị giả. Các bạn tiếc rẻ các bạn mua ba cái đồ này vậy ở ngoài thị trường nó giả hết trơn à, rồi các bạn uống vô các bạn bị chết ung thư nữa ha. Chị Nam, em không biết là chị Nam muốn lấy cái loại thuốc nào và bao nhiêu loại thuốc nào để cho thằng chuỗi nó chuyển qua cho chị Nam. Chị Nam muốn bán cho bạn bè của chị Nam thì chị Nam lấy, thằng chuỗi nó chuyển ra. Ngày mai đám giỗ ba em sẽ đem về, còn muốn lấy cái gì đó là lấy. Trời ơi mệt thiệt. Ok, nhắc lại cho các bạn một lần nữa đó ha. Thuốc Aquil này, thuốc trị cảm nha, chống mặt, nhức đầu, sổ mũi, ho, chống mặt. Ai mà ê ẩm mình mấy tối đi làm về tắm đêm mà sổ mũi, nhức mặt, chống mặt, nhảy mũi, uống cái này 2 viên vô một cái là ngủ ngon lành tới sáng, bật dậy đi làm việc, cực kỳ trị về cảm hay, cực kỳ luôn nha các bạn nha. Gia đình mình nên để có hũ thuốc cảm này nha, rất là nổi tiếng của Mỹ. Cái này 1 triệu luôn, rất là nổi tiếng của Mỹ. Thuốc rất hiệu quả, ủng hộ đi mọi người ơi, cảm ơn em. Alo Nguyễn Thúy nè, em nhắn tin cho anh rồi đó đấy. Ok, một lát nữa anh vào anh coi cái livestream này, cái ngồi coi cái tin nhắn rồi thì gửi thuốc cho mọi người nha. Ây da,
Ok, thôi tạm biệt tất cả mọi người. Kim Tử Long cũng mệt rồi. Hôm nay bán tới đây thôi. Nhắc lại nha, cái này là nhắc lại nha. Thuốc em bé, vitamin của em bé, kẹo trái cây, kẹo dẻo, ăn ngon, ngủ được, bổ dưỡng thân thể cho em bé, bổ máu, tăng trưởng phát triển chiều cao cho em bé, học giỏi thông minh, ăn em bé kích thích vô cho em bé ăn ngon ngủ được bằng trái cây nguyên chất 100% không pha chế của Mỹ đây ha. Đó. Bao tử in hơi ở hơi ăn không tiêu à, ăn no quá uống nhiều cho nó xẹp cái bụng xuống, nhai cho nó xẹp cái bụng xuống nha ha, nhai cho nó xẹp cái bụng xuống. Bao bao tử ở chua lép bao tử, viêm dạ dày hiểu không, viêm dạ dày luôn đó. Đây bằng chất kẹo mình nhai như một kẹo vậy nè. Ok, rất là tốt nha, nha rất là tốt cho tất cả mọi người. 1.000.000 đồng một hũ nha. Nhắc lại, tẩy tế bào chết, tẩy tế bào gốc, tẩy tế bào chết của mình. Ai mà dùng phấn son nhiều quá nha, nên dùng tẩy cái tế bào chết này, cái này 800, làm cái tẩy một cái lọt cái da mặt của mình ra là coi như là cái da mặt của mình đẹp liền nhé. Lê Trung Thảo, Lê Trung, Trung Lê Thanh Thảo, Lê Thanh gì đó là ok, thấy rồi, để sẽ gửi hàng cho nhé. Mệt quá, con người bây giờ phải nghỉ ngơi vì nóng quá. Ok, thôi tạm biệt tất cả mọi người thân thương nha, đã theo dõi cái buổi livestream này, trực tiếp này. Ừ, cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm. Chúc mọi người được an lành, một đêm ngủ thật là ngon giấc. I love you tất cả mọi người. Con uống thuốc của chú cũng hết rụng tóc. Cảm ơn con. Con bao nhiêu tuổi rồi? Chắc chú nghĩ cái mặt con già giống như trái cà vậy đó ha. Mặt con già giống như trái cà này nè, Lục Bảo. Rồi tạm biệt con nha. Nhớ con nha. Tạm biệt con Lục Bảo nha. Sưng khấu Ngọc Lục Bảo. Cái tên đặc biệt ghê. Cái tên này là phải cho gặp Vương Thổi Hồng, hai người phải sống hành với nhau. Dạ, cái tiếp tế bào chết này là 800 chị Mai. 800.000 đồng chị Mai ơi. Mà cực kỳ nha, ai mà xài phấn son nhiều đi ra đường rồi bị dày cái da của mình, bị nắng ăn nắng táp á, để lên vậy nè, cái mặt của mình khô giống như hồi nãy em làm vậy. Dạ, lên kéo tế bào chết nó rớt xuống rồi cái mặt của mình trắng đẹp liền tại chỗ. Khách hàng của Kim Long nói trời ơi anh ơi em cảm ơn anh, em thích cái này quá, cái này 800.000 đồng nha chị nhé. Rồi chị đặt luôn đi, một lát em xếp hàng luôn cho chị nè, em chốt hàng xem gửi lên cho chị nha. Thôi mọi người ơi, chúc mọi người vui vẻ nha, sáng nay làm việc tiền nhiều nha. Ok, bye bye.